thống nhất nội dung quan trọng của đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Bình Phước và Đắk Nông cùng với Tập đoàn VinGroup và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông đến Chơn Thành - Bình Phước. Đây là dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 14 hiện hữu tại km 1915+900, km 1796+800, lý trình cao tốc đường Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Đắk Nông. Điểm cuối tại khu vực huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, chiều dài dự kiến khoảng 130 km. Đơn vị tư vấn đã đề xuất 6 phương án với thời hạn hợp đồng dự án từ 23 năm 2 tháng đến 30 năm 10 tháng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Diện tích giải phóng mặt bằng hơn 940 hectare, trong đó Đắk Nông hơn 304 hectare, Bình Phước hơn 642 hectare với 766 hộ bị ảnh hưởng, tổng vốn đầu tư là 23.000 tỷ đồng. Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài gần 130 km, đoạn qua Đắk Nông dài 28,5 km và Bình Phước dài khoảng 101 km, được xây dựng với quy mô 4 làn xe và 2 làn khẩn cấp. Cấp hạn đường thiết kế cao tốc là 100 km/h, đi qua các địa phương như thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Lắk, Đắk Nông, huyện Bù Đăng, huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành, Bình Phước.